Nếu mà em bán thì em bán từ chỗ nào đến chỗ nào? Đây là bán cả hết quả quả đồi này. Tiến bình cho mấy nha. Mà bình tiến 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 đầm đầm. Tiến tiến cha mấy kép ra. Ừ, cha mấy kép đi bình ít bình ít bình ít bình đầm. Bác bảo là bán từ cái chỗ gốc cây ở kia kìa, cái to to kìa. Đấy, đến mặt đường này là của nhà bác. Ô tô nếu mà chở vật liệu thì đến tận nhà luôn. Đấy, không phải vác, không phải làm cái gì cả nữa. Nếu mà làm ở chỗ mà vừa nãy anh em mình đi xem ấy, so với cái chỗ nhà cũ này ấy, thì là em thích ở chỗ nào hơn? Trên kia thì ở gần đường thì tiện hơn, nhưng mà trên đấy thì có nhiều mộ lắm ấy. Cái xung quanh đấy có nhiều mộ. Xung quanh đấy có mộ à? Chào Quyền, xin chào các bác. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà của em Tài. Và ngày hôm nay thì cháu lên trên này để cùng với cả em Tài đi xem thêm một mảnh đất nữa. Thưa cô bác anh chị, là ngày trước ấy thì là cháu có cùng với cả em Tài đi ngay bên dưới nhà này xem một cái mảnh đất rồi, nhưng mà chủ đất thì hô khá là cao. Nhưng mà cái mảnh đất đó thì cũng khá là đẹp. Nhưng mà qua những cái thước phim mà cháu chia sẻ lên ấy, thì cháu cũng mong muốn rằng là cháu sẽ cố gắng đi xem thêm một chỗ, vài chỗ nữa, để xem là giá cả ở đây thì người ta bán như thế nào. Đấy, xem là ở đâu hợp lý hơn. Thì chẳng may mình có duyên ấy, thì có khi là mua được cái mảnh nó đẹp hơn thì lại rẻ hơn, thì nó cũng là một cái điều tốt. Thì bây giờ thì cháu sẽ đi xem thêm một mảnh nữa các bác nhé, để xem là ở trên đấy họ bán giá cả như thế nào. Để xem là tới này có em Tài có duyên với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hay không. À, hai bạn ra đây để gửi lời chào đến các ông các bà nào. Dạ con chào các bà, có gì chú bác ạ? Vừa rồi thì các em là con vừa chào đi các bà. Đi vác cát về các bác ạ. Đấy, còn bạn Tài với bạn Dương với bạn Quân đâu rồi? Quân về rồi, Dương cũng về rồi. Dương với Quân là về đúng không? Vâng. Đấy thì cũng thông báo với Tài nhá. Thì hiện tại là anh đã nhận được tiền của cô Vũ Thị Nga, đó là 160 triệu. Vâng. Nhá. Thì là để làm nhà cho em. Vâng. Đấy, còn tháng 7 này là tháng cô hồn thì không nên làm nhà. Dạ. Cho nên là mình sẽ chuẩn bị vật liệu, và bây giờ thì cứ đi xem đất, xem là nếu mà mua được chỗ đất nào thì mình lấy vật liệu vào để gần đấy. Tới này thì sau khi mà chuẩn bị khởi công ý, thì anh sẽ lấy máy xúc của anh vào để múc nền nhá. Vâng. Múc nền để chuẩn bị làm nhà cho em nhá. Vâng. Đấy, bây giờ anh em mình đi xe đi xem đất nhá. Dạ. Nhà của anh đấy là ở đâu Tài? Trên nhà Lập, gần nhà Lập. Gần nhà Lập à? Vâng. Nhà Lập đi đường nào Lập? Đường này đi. Thế thì không đi xe máy à? Xe máy người ta đang làm đường chỗ này không đi được. À, người ta làm đường không thông được á? Vâng. Ồ, thế bây giờ đi bộ á? Đi bộ lên đường này. Ôi dồi, có xa lắm không? Tầm 5-6 phút nếu mà đi nhanh ấy. À, đấy các bác, ngày trước thì cháu cũng bảo là định làm chỗ nhà cũ này này các bác. Thì tới này nếu mà không có kinh phí thì mình vẫn làm nhà cũ này thôi. Thì ở đây là có cái mộ này các bác. Đây có phải là... mộ ông bà. Ông bà của em à? Vâng ạ. À, thì không qua cái chỗ này được, máy xúc không qua đây được thì không vào múc nền được ấy. Đấy. Đây mộ ông của em còn mất 201 rồi. À, nhà Lập là lên trên này hả em? Hôm nay là mẹ em có đi vác cát không? À, đấy, ở dưới này hôm nay là đi xe máy được các bác nhá. Nhưng mà họ đang đổ bê tông ở cái đoạn đường bê tông dưới này này, thì xe máy là không thể đi qua được. Anh em cháu sẽ đi bộ lên trên kia. Để xem là xem thêm một chỗ đất nữa. Xem mà đất ở đấy em ấy có xe có đến nơi hay không.
Đấy, thứ nhất là đường ô tô phải đến nơi này. Tại vì bây giờ cháu cũng không muốn là tháo cái nhà cũ ra. Đấy, để nhà cũ như thế để sau này có thể làm cái chuồng trâu. Thưa các bác, là bây giờ thì cháu đi lên trên nhà của em để xếp đất ấy. Đây là ngôi nhà của em Lập các bác nhé. Em Lập thì đây, Lập đây, bạn của Quân với cả Tài. Nhà mình có nhiều bò đấy nhỉ Lập nhỉ. Đấy, nhà Lập thì có cái chuồng trại xa nhà để nuôi con trâu con bò ở bên này luôn. Thì không cần ở dưới, không để ở dưới gầm sàn, sạch sẽ hơn này. Đây là nhà em đây à? Nhà cũng nhà sàn thôi nhỉ. Ồ, nhà cũng nghiêng hết rồi. Đấy, nhà của em Lập. Nhà Lập bây giờ có ở nhà không em? Có mỗi bà ở nhà thôi à? Đây là cái ngôi nhà sàn bằng gỗ của em Lập này các bác. Nhà Lập thì có hai anh em trai. Đây, một em nữa, em trai hiện tại đang đi vác cát ở dưới này cùng với cả mẹ. Còn Lập thì hay đi theo cháu. Đấy. Thế là con trâu con bò không mua ở dưới này đâu đúng không? Thế bố em đi đâu rồi? Bố ấy. Làm nương đúng không? Làm đường á? Đi đâu nhỉ? Đi xem đất á nhỉ? Thế là đường xe vẫn đến nhà chứ nhỉ Lập ấy? Đấy. Đi vào nhà em tí nhá. Để xem nhà của Lập thế nào các bác. Đây. Đây cũng nhà sàn thôi, nhà sàn bằng gỗ. Xung quanh thì rào bằng cái cây vầu. Đấy. Như bao cái nhà sàn khác thôi. Nhà của các bạn thì ai cũng hoàn cảnh cả thôi các bác ạ. Đấy, như nhà của em Lập thì cũng nghiêng hết rồi. Cũng nhà như đỡ hơn nhà của em Tài một tí. Yeah. Bố mẹ của Lập nhanh nhẹn hơn bố mẹ của Tài nhỉ. Nhà của Lập trước làm bọn em cũng biết một tí rồi. Dân ăn đấy. Bà là nặng à? Nặng tai em. Bà là không nghe. Lan chi già. Bà hỏi bà ăn cơm chưa? Cháu bảo ăn rồi. Đấy, nhà Tài thì nhà Lập thì đây các bác, toàn bộ khung cảnh ở trong bên trong ngôi nhà cũng là mộc mạc đơn sơ, không có cái gì cả. Đấy, cũng là một hoàn cảnh mà cũng đi theo cháu, mà hiện tại được cô Vũ Thị Nga là hỗ trợ cho bạn là Lập một tháng là 6 triệu đấy. Đấy, ngày trước là cũng bỏ đi làm các bác. Bây giờ anh em mình vừa uống nước ở nhà Tài rồi, đi nhà của anh kia để xem đất tí nhỉ. Đi. Thưa các bác, là bây giờ thì cháu với cả em Tài với em Lập là lên đến trên này để xem đất rồi các bác. Đấy, ở đây thì cách nhà của Tài tầm khoảng độ mấy cây nhỉ? Chắc là tầm một cây thôi. Một cây đấy nhỉ? Vâng. Đấy, cách từ nhà cũ của Tài ra đến đây là tầm một cây. Thì đây lại đi vào sâu bên trong thôn các bác ạ. Gọi là không phải ra ngoài huyện, ngoài ra ngoài đường tỉnh lộ, mà đi vào sâu trong thôn hơn. Ở đây thì chắc là có vẻ như là đất ở đây nó cũng chắc này. Cây me đấy. Đi. Ở tận đâu nhỉ ta nhỉ? Chắc là gần đây. Gần đây à? Vâng. Khu này là Tài đến đây hết rồi đúng không? Vâng. Thế đi làm công, giả công các thứ mình có ra đây làm lấy công ở tận đây không? Có, trước kia em còn bé thì các anh chị rủ ra đây chăn trâu chăn bò, em cũng ra nhiều. Để xem là cái mảnh đất này người ta bán như thế nào nhé. Vâng. Bán giá như thế nào với cả xem ở đây mình có thích ở đây hay không. Đấy, để xem là đấy ở dưới này
chủ đất đang ra đây để xem. Đây à? Ở đây là rừng mà. Sợ đất này đất phòng hộ thôi. Rừng phòng hộ thôi. Đất đâu em? Ở đây à? À. Đâu đất chỗ đất nhà em là từ chỗ nào đến chỗ nào? Đây à? Từ cái cây này gốc cây này lên đúng không? À ở đây thì cũng tả ly thấp thôi nhỉ? Nhưng mà múc ở đây làm nhà ấy. Nhưng mà đây là ngày xưa nhà em trồng cái gì ở đây? Có trồng cái gì không? Là có cây ở đây thôi đúng không? À trước kia trồng cỏ voi thôi. À. Đấy, thưa cô bác là hôm nay thì ra đây thì đây là em với cả chú kia là chủ đất thì ra xem đất của nhà chú này, có hai anh em đúng không? Hai anh em thì chắc là sau này thì cũng chia nhau thôi cái mảnh đất này ấy. Thì hôm nay là anh lên trên này xem thì xem là cái mảnh đất này ấy, thì Tài có thích ở hay không, với cả xem liệu có làm nhà được không, và mới cả xem là cô bác anh chị có thích cái mảnh đất này không. Đấy, thì anh thì lên xem thì anh cũng chưa dám khẳng định anh sẽ mua, nhưng mà nếu mà mua được hộ em thì đấy là cũng là một cái điều tốt thôi đúng không, tại vì em cũng muốn bán. Thì hôm nay anh lên xem đã để xem là tình hình như thế nào, thì có gì thì anh sẽ thông tin với em nhé. Bây giờ em đang làm nhà đúng không? À. Đấy thì ở đây thì bây giờ ví dụ như cháu đi mua đất ấy thì là xem xong giá cả hợp lý rồi, thương lượng với chủ đất rồi thì cũng phải đi nhờ các chú ở bên xã về, địa chính về để người ta bắn xem là ở đây có phải rừng phòng hộ hay không. Đấy, xem là cái khu này có được làm nhà hay không. Bây giờ liên quan đến đất ruộng thì người ta không cho mình làm ruộng làm nhà. Đấy, nếu mà có nhà sẵn từ ngày xưa thì có thể là làm được. Nếu mà bây giờ mà đi phá ruộng làm nhà thì không được này. Với cả ở rừng phòng hộ thì khả năng là không thể làm được nhà rồi các bác. Đấy, không biết là ở đây thì thấy có mấy cái cây to to này không phải. Không biết là ở đây có phải rừng phòng hộ hay không. Chắc không phải đâu chứ nhỉ. Nếu mà em bán thì em bán từ chỗ nào đến chỗ nào? Hay là bán cả hết quả quả đồi này? Tiền mua không mới là vấn đề chứ. Bán đủ một nền nhà nữa đúng không? Vâng. Thế bán từ đâu đến đâu? Em ra đây thử nói với anh xem nào. Thì để xem là bác đây đúng không? Bán. Từ đâu đến đâu bác? Nè. Vâng, nếu mà bác bán ở đây thì từ chỗ nào đến chỗ nào? Tiến là cha mấy kép rồi ta? Ừ, cha mấy kép, bên đầm đầm rồi. Ồ, bên nữ, tì nhà đầm đầm hả? Ừ, bên đầm tiến đúng không ạ? Tiến đúng không ạ? Tiến gọn lên, phải chạy tiến lên nè, tiến bên nữ. Tiến cha mấy kép nữa. Cả cha mấy kép bên nữ nữa. Sao bố? Tiến cha mấy kép này là nè nè. Chơi ế. Chơi ế nè. Cha bên nữ nữa. Chan đi 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 cái sâu nó phải tầm khoảng 7-8 mét thì mới được. Bác bảo là bán từ cái chỗ gốc cây ở kia kìa, cái to to kìa. Đấy, đến mặt đường này là của nhà bác. Thì là bác bán đến chỗ nào? Từ bên kia về bán đến đâu? Đến gốc cây nào? Đúng từ đó. Thằng này thì làm cái vườn này, ở bên trên này. À, đến gốc cây này đúng không bác? Đâu phải, đây là nhìn rộng quá ở bên cây này. Chính nó càng này. Cái cách này thì phân nó cặp nhíu. Chính này phân được đấy. Đấy thì bác bảo là đất của nhà bác ấy là từ cái gốc cây này này các bác. Cái gốc cây này ra đến cái chỗ có cái gốc cây to to kìa. Đấy, qua chỗ kia một tí thôi.
tầm khoảng độ 50 phân gì đấy. 7 10 mét. Sâu vào trong này cũng là đất của nhà mình à? 10 mét rưỡi. À. Hoặc là ở đây mình không nhìn thấy nhưng mà sâu vào bên trong này là cũng là đất của mình đúng không? Tiếp trên cây. À. Nhưng mà ở đây anh sợ là đấy thôi, rừng phòng hộ thôi, tại vì có cây nhiều nhiều ấy. Đây chỉ đem nương mà. À. Cái này thì là nương hết nhưng mà chẳng qua là nương và không phải khoe chứ nương nhiều quá nhưng mà trồng cũng hết không. À. Để không. Thế để để anh tham khảo xem, mà nếu mà được thì anh đi vào xã người ta bắn xem cái khu này có phải rừng phòng hộ. Căn bản bây giờ anh, ví dụ anh lấy thì anh phải lấy chỗ nào làm được nhà cơ, thì người ta cho làm nhà thì anh mới dám lấy đúng không? Chứ bây giờ anh mua ở đây, ví dụ mua một cái mảnh đất mà nó không làm nhà ấy, thì mình trồng cái gì ở đây nó cũng không hợp lý. Tại vì chắc em bán chỗ này thì cũng không không rẻ đâu đúng không? Bác, chỗ này tầm bao nhiêu tiền bác? Chỗ này nếu mà bán thì tầm bao nhiêu tiền? Bác. Đo đấy bí. À. Căn bản là bây giờ là như này thì bây giờ giá là mình cũng chưa nói trước đúng không? Thì để anh đi vào xã hỏi xem là ở đây người ta có cho làm nhà không nhá. Thì mình tính sau. Chứ bây giờ em nói ra sợ, ví dụ sợ nói rẻ quá sau này chẳng may anh không mua được thì em lại bán cho người khác, thì chẳng may sau này đất lên giá thì bây giờ mình mới hô bằng đấy, thì người ta về mua thì người ta lại bảo là thế trước có bảo bằng đấy, bây giờ lại bảo hô giá cao thế đúng không, thì thành ra là nó lại thành phá giá ra. Thì thôi bây giờ chưa nói giá các bác ạ. Thì tất nhiên là nhà của chú này thì có bán một cái mảnh đất này, cháu thì là người đi thực hiện chương trình thì cháu cũng không dám đến đâu, là cũng dám gọi là hứa trước là mình sẽ mua đất của ai cả, nhưng mà đến để thứ nhất là xem nếu mà hợp lý thì tài cũng thích ở đây thì mình có thể là ở đây mua đất của nhà chú này, và có duyên với các bác thì ví dụ các bác đồng ý là cho mua cái mảnh đất này thì anh em cháu sẽ mua, và với cái với cái gọi là phải làm được nhà cơ, thuận tiện này. Ở đây nếu mà nói về đường xá đi lại thì đường bê tông đây, đường này đường đi vào nhà của Yến Bơn các bác nhá. Đấy, Yến Bơn là đi vào đường này này, đi thẳng vào trong này tầm khoảng độ 2 cây là sẽ đến nhà của em Yến. Đấy, còn ô tô nếu mà chở vật liệu thì đến tận nhà luôn. Đấy, không phải vác, không phải làm cái gì cả nữa. Đấy, là đường bê tông đây, đất đây. Còn không biết ở đây có nước không? Có nước để dùng không? Nhờ. Nước thì... Nước. Ở đây nếu mà ở đây có nước để dùng không em? Nước à? Ờ. Tận bên kia. Nước sinh hoạt đây. Chưa có đâu đúng không? Cái này mình phải tự tìm đâu đúng không? Tìm nguồn nhau mình kéo ống thôi. Thế được rồi, anh cảm ơn nhá. Cảm ơn hai anh em nhé. Thì để anh đăng tải video lên với cả anh đi vào xã để hỏi xem là cái mảnh đất này liệu là có làm được nhà không, thì mình mới tính đến làm giá. Chứ bây giờ em bảo giá như thế thì có khi anh cũng thích mua rồi thì mua xong lại không làm được nhà thì cũng chả giải quyết được gì nhé. Đấy thì thưa các bác là sẽ đi vào hỏi đã, hỏi xem là cái chỗ này có làm được nhà hay không. Nhưng mà theo bây giờ cháu thấy thì nếu mà làm ở đây thì cũng được, tại vì gần đường này, tả ly không quá cao, đất nó cũng bằng thôi. Căn bản là ở đây thì phải có nước để sinh hoạt cơ nhờ. Đấy, cây cối thì trồng ở đây rồi. Cây này tự mọc thôi. Cái này không phải trồng đâu đúng không? Vâng, tự mọc. Đấy, cái đất ở đây thì chắc chắn là sẽ không giá cao bằng cái thửa mà ngày trước cháu xem ở dưới kia. Tại vì ở dưới kia nó rộng với cả nó trồng cây rồi. Còn cái mảnh đất này thì nó ngắn hơn. Nhưng mà được cái nó lại ở mặt đường. Đấy, mặt đường luôn, bê tông luôn. Đấy, thì bây giờ thì cháu cũng lên trên này để cùng với cả các chú chủ đất xem rồi các bác. Thì có cái thông tin gì thì cháu sẽ thông báo với các bác để xem là tài có thích ở cái mảnh đất này không, và liệu là ở đây có làm được nhà hay không. Cháu sẽ đi vào xã để hỏi. Đấy, tất nhiên là kể cả những cái chỗ nào mà cháu mua thì chắc chắn là cháu cũng phải hỏi xem là đo đạc xem là liệu có làm được nhà hay không.
Nhà em này là có xe ba bánh phải không? À, chứ hôm nào ví dụ như anh có làm nhà ở đâu ấy thì em hộ anh chở nhé. Số điện thoại của em là số vừa nãy anh gọi à? 272, có một số là 996, có một số 272. À, ấy hôm nào nếu mà làm nhà của Tài mà không phải mua đất của em hay làm ở đâu mà xe không đến nơi thì em hộ anh chở. Chở xi hay là chở cắt cái gì đấy nhá. Không là lấy xe của Tài chở đi, chở 1-2 hôm thì hỏng. Nếu mà làm ở nhà cũ của Tài ấy, cái đường đấy xe em có chở lên được không? Lên được. Anh sợ bốc đầu thôi. Chở được. Chở được nhưng mà hơi tốn thời gian. À, không thì anh khoán thẳng cho em. Đó. Em thích chở lúc nào hết thì hết. Kiểu à, cái kia nó cũng hơi cua gấp nữa. Đúng rồi, chỗ cái ấy kia cua. Mở lên một tí nữa thì nó cua thoải mái. Chỗ nhà Tài kia thì cua gấp quá, mới ở dốc nữa. Vâng. Hôm nọ em cũng lên thử rồi nhưng mà lên xe không thì cũng cua được, nhưng mà nếu mà có hàng thì cua hơi khó. À, anh sợ bốc đầu thôi chỗ đấy. Không, bốc đầu thì không bốc được. Xe đấy là chở nhờ được gấp mấy lần xe máy đấy các bác, nên là em thì có xe ba bánh, xe ba gác ấy, thì có thể là chở được. Thôi thế thì anh em mình đi về nhỉ? Cảm ơn em nhé. Thì để anh xem có như nào thì anh bảo. Còn không được ở đây thì hôm nào anh làm nhà thì hộ anh chở vật liệu nhá. Đi Tài, bây giờ anh em đi về. Đi đường này được không? Đường này thẳng hơn không? Đi bê tông này xuống. Kia vẫn là đường thẳng nhất. Anh em đi về thôi nhỉ. Đi. Cô bác anh chị thân mến, hiện tại trước mặt của cháu đây là hai sản phẩm, đó là mật ong hoa bạc hà nguyên chất 100%. Ở đây là cái phấn của cái mật ong hoa bạc hà này các bác. Và đây cũng là mật ong nguyên chất 100%. Đây là mật ong khoái màu đỏ đậm hơn. Mỗi chai này là 1 lít các bác nhé. Và bên này đó là trà rào của Lam. Công dụng của trà rào của Lam loại 5 lá các bác nhé, là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và ngăn ngừa ung thư. Uống rất là tốt, các bác uống thay nước lọc hàng ngày cho cháu. Và bên này đó là cái gói thuốc đau nhức xương khớp. Cái này là hỗ trợ về bệnh đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, bệnh gút. Và hôm nay thì đây có bà thì ở ngay trên này, thì bà bảo là bị đau xương khớp thì xuống nhà cháu lấy thuốc. Đấy, bà thì hơi bị nặng tai một chút các bác nhá. Thì nãy ơi, thôi, nay ông bị bắt chín nó, bà đốt chín cắm éo về nó, lấy ông bị bắt năm chín là chín nó chín là con ra đi đẩy lên tông ấu thố thèm lên đẩy lên mà đấy này phải bắt nắm chín bà bảo là bà bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, là toàn người là đau, vừa đi nằm viện về các bác ạ. Thì xuống nhà của cháu có trong cháu xây nào rất ít rồi ạ. Thôi nó bà chủ xây đúc thì xây tao lắng này ta hình này là bà chủ xây này á. Tại vì xây ba giờ trời tao rất là ngay tôi mới xây ảnh này chọc thuật tình bộ bên mau hôm nay bị chín đấy đây à hả? Nay bị chín đây à? Bà bảo là bị đau ở đằng sau này, đau vừa đi nằm viện về, thì cháu cho tặng cho bà gói thuốc. Nay lán nó hơ lán bó chiên hả? Lán bó chiên à? Bó tặng cho bà lớn tuổi rồi các bác, năm nay bà cũng gần 80 tuổi rồi thì bà không có tiền, thì tôi cháu tặng cho bà một gói thuốc. Bà thì ở ngay trên này thì cũng xem video của cháu thì cũng biết cháu ấy. Đây là báo chiên à? Báo chiên à? Ồ. Đấy. Báo. Cháu ấy không lấy tiền đâu các bác nhé. Thì rất là mong cô bác anh chị có xem video mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm như là thuốc đau xương khớp này, mật ong nguyên chất này và lá rào của Lam để ổn định huyết áp, thì các bác liên hệ cháu qua số điện thoại cháu ghim ở trên màn hình các bác nhé. Đây, báo đỏ, lắp đây. Lắp. Mau mít chiên à? Ồ. Cháu ơi, bảo bà cháu không lấy tiền đâu. Xin mời các bác tiếp tục đồng hành theo dõi video các bác nhá. Thưa các bạn anh chị, là vừa rồi thì anh em cháu là đi xem đất rồi các bác. Đi lên trên kia xem đất, bây giờ thì đang trên con đường đi về nhà của Tài. Vừa nãy cháu đi bộ lên thôi. Bây giờ là cũng khá là muộn rồi, gần 11 giờ rồi các bác. Trời thì rất là nắng rồi ấy. Nhưng mà các em thì đi đâu là không chịu đội mũ với cả mặc áo dài. Tài với Lập sao không mặc áo dài vào?
thích cho nó đen đúng không? Đang xấu là cho nó đen hẳn hả? Thưa các anh chị, là bây giờ anh em cháu là về đến nhà rồi các bác ạ. Mẹ của Tài về chưa Tài? Đây, để anh gần mic tí. Đi, đi lên nhà đi. Vâng. Để hỏi tí. Mẹ mà về đâu? Mẹ chưa về à Thu? Ôi dồi ôi, 12 giờ rồi nhưng mà mẹ của Thu đi vắt cát là vẫn chưa nghỉ các bác ạ. Giờ này vẫn đang làm. Đấy Thu gửi lời chào đến các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Thế Thu ở nhà làm gì hôm nay? Nấu cơm chưa? Rồi. Nấu cơm đợi mẹ đi nhá. Vâng. Mẹ đi làm tí mẹ về đói. Hả? Đấy, mẹ của Tài thì là một người phải nói là rất là chịu khó và chăm chỉ ấy. Đấy, bây giờ là 11 rưỡi giờ các bác, gần 12 giờ rồi đây. Nhưng mà mẹ của Tài là đi làm vẫn chưa về. Đi vác cát ở dưới suối này này. Đấy, vác cát về để làm nhà ấy. Đi từ sáng đến bây giờ vẫn chưa nghỉ. Ui, nóng thế. Có nước sôi để nguội không? Có anh ạ. Đấy, em gái của Tài ấy, Thu thì là ở nhà các bác ạ, ở nhà để nấu cơm, đợi bố mẹ. Bố của Tài là đi đâu từ sáng giờ nhỉ? Em cũng không biết. Đấy, từ sáng giờ ra không gặp bố của Tài luôn ấy. Cắm một cái rồi đây là một cái quạt thôi. Uống nước đi. Vâng. Thế vừa rồi thì anh với cả em là đi xem cái mảnh đất ở trên kia rồi đúng không? Vâng. Thế là từ cái chỗ nhà em này lên đến trên đấy là nó phải rơi vào tầm một cây đấy nhỉ? Vâng. Gọi là đi bộ các bác ạ. Nhưng mà ở trên đấy không có nước để dùng à? Sinh hoạt à? Có nhưng mà xa. À. Với lại nguồn cũng không được sạch ấy. À. Nếu mà để anh hỏi thật đấy là em ở trên đấy với cả cái chỗ ngày trước anh em đi xem 100 triệu thì em thích ở chỗ nào hơn? Em nghĩ là dưới này ạ, dưới này gần nhà cũ hơn thì nếu mà châu bò để ở nhà cũ đây thì đi lại nó gần hơn, tiện lợi hơn, ở trên kia thì xa quá. Nhưng mà ở dưới này đắt quá. Ở trên kia thì người ta chắc không bán đến giá đấy đâu các bác ạ. Một ô đấy chắc tầm 20-30 triệu gì đấy đâu. Đấy, căng lắm là tầm 30 triệu thôi. Đấy, thì giá mà người ta bán ở đấy nó rẻ hơn. Nhưng mà ở đây thì mảnh dưới này thì có cây cái măng bắt độ trồng rồi. Bây giờ được thu hoạch rồi. Thì người ta bán là 100 triệu thì là được cả cái quả đồi đấy. Thì ở dưới này có tương lai hơn nhưng mà bây giờ giá nó hơi cao. Đấy thì hôm nay thì anh cũng chỉ muốn là lên để tham khảo thôi, để cho các bác anh chị cùng xem thôi. Vâng. Đấy, mình cũng không quyết định mình mua ở đâu tại vì bây giờ cũng chưa có kinh phí ấy. Vâng. Nếu mà ngoài cái chỗ kia ra ở gần gần khu vực xung quanh đây ấy, thì là còn có chỗ nào không? Xung quanh đây thì có mà đất dốc quá chứ mà cũng không làm được nhà đâu. À, đất dốc quá đúng không? Vâng. Đấy, đất dốc bây giờ là không thể làm được nhà tại vì sợ sạt lở, là sau này ví dụ làm được một cái nhà mất cả tiết kiệm mới cả được các bác hỗ trợ mãi mới được cái ngôi nhà mà lại sạt thì mình chả biết là làm thế nào, nên là bây giờ phải làm chỗ nào cho nó chắc chắn đã thì mình mới dám làm được nhé. Vâng. Đấy thì nếu mà làm ở chỗ mà vừa nãy anh em mình đi xem ấy, so với cái chỗ nhà cũ này ấy, thì là em thích ở chỗ nào hơn? Trên kia thì ở gần đường thì tiện hơn nhưng mà trên đấy thì có nhiều mộ lắm ấy. Cái xung quanh đấy có nhiều mộ. Xung quanh đấy có mộ à? Vâng. À. Thế cũng sợ đấy nhỉ. Vâng. Thế cái đấy phải nghiên cứu lại thôi. Đấy thì cái này thì mình cũng chỉ đi tham khảo thôi để xem là liệu là
có duyên hay không các bác. Nếu mà không mua được ở trên đấy, chẳng may là em ấy có duyên mua được cái mảnh ở dưới này. Đấy thì cũng là một cái điều rất là tốt. Đấy, bây giờ thì với cái số tiền nó 100 triệu, bây giờ cô Vũ Thị Nga là hỗ trợ tiền là 160 triệu làm nhà rồi. Bây giờ để một mình cô mà ủng hộ cho em mua đất nữa thì cô, thứ nhất là bây giờ cô là lớn tuổi rồi. Đấy, cô phải đi làm hàng ngày. Ví dụ như mình đang ngủ, buổi sáng anh em mình có thể là mình thì không có việc làm, mình ngủ muộn hơn, ngủ đến tận 7 giờ cơ. Nhưng mà cô thì cô lớn tuổi rồi, cô còn phải dậy sớm. 5-6 giờ cô đã dậy rồi. 5-6 giờ sáng cô đã dậy, cô đi làm đến tận đêm cô mới về cơ. Đấy, cô mới kiếm được tiền để cô gửi về cho anh em mình. Đấy, không phải là cô ở nhà cô tự dưng cô có tiền đâu. Vâng. Nên là khi mà dừng những cái số tiền của cô đấy, hoặc là của tất cả các cô bác ông bà gửi đến ấy, thì chúng cháu cũng sẽ sử dụng vào đúng mục đích để làm sao cho hiệu quả cái công việc khi mà anh em cháu đi làm và được sự tin tưởng của tất cả cô bác anh chị. Đấy, cho nên là sau này ví dụ như em mà làm được ở dưới kia thì ở cái chỗ ví dụ như chẳng may ấy, may mắn đi thì em làm được ở dưới kia thì máy xúc vào được đúng không, mình múc nền thì lúc đấy là vật liệu vào tận nơi thì lúc đấy cũng tiện hơn nhiều. Đấy, thì hôm nay thì anh cũng lên trên đấy tham khảo thì nếu mà bản thân anh thấy thì ở trên đấy so với ở đây thì ở đây tốt hơn nhiều. Tại vì ở đây nó gần đường, gần nhà cũ của em. Đấy, đất nó rộng hơn. Đấy, và đặc biệt là có cái rừng cây măng bắt độ rồi. Đấy, sau này em có thể bán. Đấy, còn là thưa cô bác là anh em cháu hôm nay cũng chỉ đi tham khảo thôi. Thì cũng chia sẻ lên trên kênh cho các bác cùng xem, để đi xem vài chỗ đất nữa để cho các bác là cùng biết chỗ nào rẻ thì mình mua. Mình cũng không nhất thiết là mình cứ phải người ta hô ra đấy là mình cứ phải mua đâu các bác ạ. Không phải là người ta hô 100 triệu là mình sẽ mua 100 triệu đâu. Đấy, mình còn nhiều cái sự lựa chọn mua bán, thuận mua thì mình bán thôi. Đấy, thuận mua vừa bán thôi. Mình không gọi là người ta không bắt được mình mua, mình cũng chả bắt từ người ta bán cả. Đấy, thì bây giờ chắc là anh cũng đi về thôi nhá. Đấy, thì em ở nhà nấu cơm đợi mẹ đi. Đấy, chuẩn bị cơm nước đợi mẹ. Mẹ đi làm giờ này chưa về đấy. Đấy, gần 12 giờ rồi. Đi đi vác cắt đúng không? Bố là đi từ sáng à? Vâng, không biết đi đâu. Thế bố em đi đâu không bảo ai à? Không. À, cứ thế là đi thôi. Vâng. Đấy. Mẹ với bố thì mỗi người đi một nơi, chả biết là mẹ đi làm việc gì, bố đi làm việc gì đâu. Đấy, mẹ đi gọi là đi một nơi làm việc nặng hơn, bố thì chả biết là đi đâu, từ sáng giờ không thấy về. Đấy, còn thước phim của cháu hôm nay chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Bây giờ cho cháu xin dừng ghi hình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác. Dạ con chào con các bà, có gì chú bác ạ? Lập. Con chào con các bà.